Sư Pháp Phước Sang, bây giờ hết giờ rồi, quá lố 3 giờ rồi, con phải tắt bạch thỉnh Pháp Sư cho Sư Liễu Tông lên cầm mic. Vấn đề trục tịch trục trặc về kỹ thuật thì tất cả mọi người trong đạo tràng đều hiểu đó, để con đọc bài thỉnh Pháp Sư. Con xin sám hối với Sư nha, con xin thỉnh Pháp Sư ạ. Ê quan sa hằng phát di rầm ma ba ca quan tăng a tha chắc ta tùng hi ba quê na tăng bút thô khả rung nghe na ti hòa sa gia tăng hà quốc tha giáp hà đề na mi gà đà giang ta tổ gà tổ phành cha quốc gia đa dô này về a măng tha về si thầm ma tổ ta tổ pháp bông tì sầm bút thô anu na thầm ma đề sa năng Makawasan de se si sakta nang akasi takang de nasa tu ai yo bang te de se tu tang ma de sanang sabba sabba ita parisa yanukham thang pika ta we. Dạ con xin cung thỉnh Sư Liễu Tông cầm mic trước hết là để thử máy và trả lời các câu hỏi của các vị Phật tử. Hôm nay con xin sám hối vì ngài Chí Đức không có vô đạo tràng được chặt chội việc của kỹ thuật, và con thỉnh Sư Pháp Sang thì Pháp Sang cái đường truyền cũng không tốt gì nữa hết, cài giật tùm lum tùm la gì hết. Dạ con xin trả mít và con xin sám hối với các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử. Trường hợp về kỹ thuật con không có làm gì được, và con trung thỉnh Sư Liễu Tông cầm mít ạ. Nam mô Tát sa Pha Vá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bút Tát sa Nam mô Tát sa Pha Gá Vá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bút Tát sa Nam mô Tát sa Pha Gá Vá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bút Tát sa Nam mô Bất Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hàng Giả Kính Thưa Chư Cường Sinh Nam Cường Sinh Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Lần sau trục trặc vậy thì MC tự xin giới tự ấy chứ ở đó mà chờ gì. Xin hoạt trên những cái nét về mới biết bữa nào trục trặc thì tự xin lấy chứ không cần phải chờ ai đó. Nam mô Phật Thầy giá. Hello, con xin cảm ơn lại Sư Liễu Tông chỉ dạy, con đâu có dám đâu, thì con nghe Sư Chí Đức nghe dạy con là nếu mà trường hợp trục trặc á, mà không có sư nào trong đạo tràng á, thì mình tự xin giới với Đức Thế Tôn, còn mà nếu có sư nào thì mời mấy sư đó lên, còn trường hợp mà không được đó thì tự xin giới nữa, con đâu có biết đâu, thì con xin sám hối lần tới mà con thấy mời sư khác mà cũng trục trặc con tự xin giới luôn. Dạ, con phải có lớp, con phải sửa soạn bài đó, con không thể làm MC được. Quý vị ơi, quý vị nào một tuần lễ mới có một ngày Sư Liễu Tông lên trả lời những câu hỏi. Quý vị có những câu hỏi nào, quý vị text lên hay là cho tín hiệu là tại máy của tôi đó không có biết người nào giơ tay giơ chân hết, thì quý vị đánh lên có bàn tay giơ thì tôi sẽ nhường mic lại. Hôm nay tôi không có làm được. Kính thưa quý vị, có những câu hỏi nào quý vị hãy đặt câu hỏi với Sư Liễu Tông để sư sẽ giảng giải chỉ dạy cho quý vị. Xin mời quý vị nha, cứ tiếp tục mạnh dạn lên mà học pháp, phải có gì thắc mắc phải hỏi chứ. Còn xin trả máy lại, con xin kính mời các quý vị có những câu nêu lên thì test ha, giơ tay lên để tự mình hỏi.
con xin chào Nước Lệ ạ. Alo, một hai ba, xin từ máy, quý vị nghe rõ không ạ? Để được phước sang, để được phước thạnh. Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào chư thiện nam tín nữ. Quý vị nghe âm thanh rõ, xin sám hối đạo tràng. Tại máy nó bị trục trặc kỹ thuật, quý vị qua thông cảm ha. Một tuần chúng ta được gặp Ngài Liễu Tông một lần. Quý vị đừng có bỏ lỡ qua cơ hội này. Bởi vì khi mà chúng ta nghe Pháp thì chúng ta có được năm sự lợi ích rất là to lớn. Tham mát sa quán nạ ni sân xà. Thì trong năm cái điều này chúng ta thấy được là nghe được những điều mà chúng ta chưa từng nghe. Asutang Sunati. Rồi chúng ta thông suốt những điều đã từng nghe. Sutang Tayodapeti. Điều thứ ba là đoạn trừ được sự nghi ngờ. Kankhang Vihanati. Điều thứ tư là cải chánh tri kiến. Dithi Uchung Paroti. Và điều thứ năm là tâm được trong sáng. Đây là năm điều rất là thiết thực chúng ta tu tập. Mà nếu cái tâm của chúng ta còn nghi ngờ về giáo pháp thì làm sao mà cải chánh được tri kiến, làm sao mà tâm của chúng ta được trong sáng, làm sao mà chúng ta thông suốt những điều mà chúng ta đã từng nghe hoặc là chưa từng nghe. Đây là một điều rất là quan trọng. Cho nên trong pháp học, quý vị học và hỏi rồi chúng ta hiểu, chúng ta nhớ, khi đó chúng ta mới thực hành được. Mong quý vị hoan hỷ tích cực để chúng ta đạt được những sự lợi ích thiết thực trong cuộc sống của chúng ta, nhất là cải chánh về tri kiến. Rồi bây giờ quý vị cứ mạnh dạn ha, xin mời Sư Pháp Nguồn Lào Cai, Chiếc Meta. Alo, quý vị cứ mạnh dạn, cứ đưa tay lên, thắc mắc cứ hỏi. Đây là một cái cơ hội mà chúng ta chỉ được có một ngày trong một tuần mà thôi, trong hai tiếng đồng hồ. Quan trọng, chúng ta đọc sách 3 năm không bằng nói chuyện trong một tiếng đồng hồ. Quý vị hãy tranh thủ. Thì giờ Ngài Liễu Tông rất là eo hẹp, quý vị thông cảm. Mong quý vị tích cực. Xin mời Sư Pháp Nguồn ạ. Alo, quý vị cứ mạnh dạn lên. Sư Pháp Nguồn đưa tay mở hàng đi. Rồi mời Sư Pháp Nguồn nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng,
Con kính lễ Ngài Trí Đức, con xin kính lễ Ngài Liễu Tông, con xin kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Đã. Con cảm ơn cô Metta đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Đã. Con cũng chưa có câu hỏi gì, thì con cũng mong rằng là đạo tràng cũng giơ tay lên để mà hỏi những câu hỏi cần thắc mắc đến Ngài Liễu Tông trả lời. Dạ, con thì hôm trước thì cũng có một chị hỏi con như thế này, thì con cũng không biết là nên trả lời như thế nào, vì con cũng không hiểu về giới lắm. Thì con mong Ngài chia sẻ cho con cái vấn đề này. Ví dụ như là về cái hạnh bố thí bậc thượng, thưa sư, thì có là mình bố thí cả cái thân mạng của mình. Thì con thấy là nếu như mà Đức Phật cũng dạy bố thí như vậy là bố thí bậc thượng, nhưng mà nếu như mà như thế thì cũng là lợi người hại mình, thưa sư. Thì như vậy thì nếu mình làm như thế thì mình bị như kiểu là tự tử, thì như vậy thì có phạm vào giới gì không, thưa sư? Thì con mong sư thì chia sẻ cho chúng con được cùng biết. Dạ, con xin phép được xuống mic, con nhường mic cho Ngài Liễu Tông. Dạ, con xin phép dâng mic lên Ngài. Bố thầy gia kính bạch chế tôn hay gia kính thưa cho quý vị, thật sự ra bố thí cơ phận nào có thể làm cho mất mạng được thì mình bố thí cơ phận đó, thì mình có thể là mình không có sống được chứ là sao phạm giới gì đâu, phải không? Ví dụ như mình bố thí vật ngoài thân, vật trong thân, vật trong thân có những cái vật rất là bình thường, có những cái vật đó nếu mình nguyện mình cho rồi đó, khi nào lấy cái đó ra thì mình chắc chắn là phải đi đoàn tụ thôi, không? Nhưng mà tác ý mình là tác ý cho, chứ là mình đâu có tác ý mình tự tử rồi mà phạm giới, không phải phạm cái gì đâu, mình phải biết cách cho chứ. Cũng như những lần quý vị nào muốn biết rõ thì lật trong cái chuyện tiền thân đức thật, có những cái chuyện, có những cái lúc này vẫn cho những cái nói là mình cho sinh mạng, mình phải hiểu không phải là mình tự tử để mình được vượt đường lên cái này. Cho cái những cái vật mà nó có thể là nó làm cho mình không sống được, chẳng ví dụ như tim đó, bố thí trái tim thì lấy trái tim ra thì thôi chứ hư thương luôn, phải hiểu cho nó kỹ vậy chứ không có lấy. Quý vị vô trong room được thường thấy càng ngày nào cũng vô room mà không biết học thì sao mà không có thắc mắc gì, là phải nói là có gì giỏi hơn chúng tôi, thì chúng tôi nghe cô thắc mắc phải lục phải trà để cho hiểu. Còn quý vị nghe xong mà vô đây mà không có câu hỏi là kể như quý vị siêu hơn chúng tôi đó ha. Thành ra quý vị không chịu hỏi chúng tôi, vậy chúng tôi hỏi lại quý vị ha. Trong cái sâu chuỗi mấy ông sư thường thường lạnh lạnh đó. Quý vị nào chắc quý vị đây biết hết vậy. Thì cái sâu chuỗi mà 108 học như vậy đó, cái số 108 từ đâu ra? Rồi, quý vị xin cho chúng tôi biết 108 từ đâu ra. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính tri ân Ngài. Con thấy cái 108 này hình như là bên Bắc Tông á, thì họ gọi là niệm niệm Phật ấy, ở trong 108 hạt này, nhưng mà họ niệm A Di Đà thôi. Nhưng mà như bên bên Nam Tông thì theo con được biết là như là niệm ân đức Phật, đúng không ạ, thưa sư? Là niệm 10 ân đức Phật ấy, con trả lời như vậy đúng không ạ? Con xin phép được xin mic ạ. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Làm ra quý vị không bí luôn, là không ai dẻo giờ tài lên trả lời. Quý vị không biết 108 từ đâu ra đó quý vị, về hay là bây giờ quý vị đếm được bằng tiếng Bali đàng hoàng thì nó ra ân đức Phật. Quý vị đếm là y tỳ bi sổ, tức là y là một,
tỷ là 2 sổ, y tỷ bị là 3 sổ là 4 đó. Quý vị hết niệm ơn Đức Phật, hết niệm ơn Đức Pháp, hết niệm ơn Đức Tăng. Quý vị đếm được có phải 108 không? 108 xuất từ cái niệm Tam Bảo, niệm ơn Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Đó. Cái đó là số 108 vậy chứ không phải là từ đâu ra đó. Thì trong cái đó đó là khi người ta những cái gì người ta tụng kinh đó lần từng cái mà lần hết hết chuỗi rồi người ta biết là xong cái đó, cái ta tụng ví dụ ta muốn tụng 10 lần đi thì xong rồi biết một rồi người ta bật lại xong cái xong vậy đó. Cái đó là cái cách để mình tu số 108 từ đâu ra. Nam mô Phật thầy á. Dạ, như vậy là đúng là có phải là 108 đó là người ta dùng để mà người ta niệm ơn Đức Phật và vào cái tu thiền thiền định đó đúng không thưa sư? Dạ. Con xin phép được xuống mic ạ. Con xin mời kính mời bàn tay của đạo tràng. Dạ con xin đảnh lễ ba ngôi tăng bảo, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ sư Lưỡng Tông. Dạ con còn có câu hỏi là con nghe giảng thì cái khi mà mình uống uống rượu, khi mà mình uống bia, uống rượu, uống chất cồn, chất say đó, thì mình vừa bị cái mình vừa phạm giới uống rượu mà mình vừa phạm giới tà dâm luôn, thì cái đó có đúng không vậy sư? Mà và tại sao là phạm giới tà dâm luôn sư? Con xin sư chỉ dạy cho con hiểu. Dạ con xin dâng mít cho sư. Nam mô Phật Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị, uống các chất say thì chỉ phạm giới, uống rượu thì chứ làm sao phạm giới tà dâm được. Nhưng mà thường thường người ta uống rượu nhiều quá, người ta không kiểm soát được thì có thể có những cái chuyện bậy bạ khác. Nên cái những chuyện bậy bạ đó nó liên quan tới cái nào thì phạm theo cái giới đó, chứ lần sau mà mình đâu có quyết định được là cái giới tại dâm không đó. Nhưng mà thường thường cái người mà uống rượu thường thường là phạm nhiều giới lắm. Ví dụ uống vô rồi nó chơi, nó giỡn rồi này kia sùng nó, cái đó thì giờ phạm giới nó dối chứ đâu phải đâu. Nên, hay là những cái gì khác nữa. Nhưng mà thường thường nếu mà dính giới tại dâm là thường là uống vô rồi không kiểm soát được, mình có những cái hành động nó hơi không được ấy đó, thành ra mới phạm giới tại dâm. Chứ còn nếu không thì nó liên quan tới cái nào thì phạm cái giới đó thêm nữa, ngoài trừ cái giới uống rượu còn thêm cái giới đó nữa. Ví dụ nó dối hay gì xong đó, mình cứ coi theo từng cái và mình mới biết là phạm bao nhiêu chứ. Chứ đâu có thể quyết định là phạm giới tại dâm không được. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ cảm ơn cô Pháp Nguồn cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ ngài Liệu Tông, con kính đảnh lễ sư Phước Thành, con kính đảnh lễ sư Phước Sang cùng với quý sư. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con có câu hỏi như thế này bạch ngài, dạ xin ngài giảng dạy cho con. Dạ, trong Di Diệu Pháp thì con thấy là khi một cái tâm sanh lên
thì phải có đầy đủ 8 danh pháp bất ly. Nghĩa là phải có 7 tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng nguyện tức tác ý cùng với cái tâm đó. Còn về sắc pháp thì dầu một cái sắc pháp như thế nào sanh lên thì cũng phải có cái sắc bất ly. Cái này con không được hiểu rõ lắm Ngài. Xin Ngài giảng giải thêm cho con hiểu được rõ về cái một cái tâm sanh lên mà phải có đủ 8 danh pháp bất ly, cũng như một cái sắc thì phải có đủ 8 sắc bất ly. Dạ, xin Ngài giảng giải cho con ạ. Dạ, con kính dâng mình đến Ngài. Nam mô Bụt Thà, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là tám sắc bất ly đó là nó chỉ ra một cái cái sắc dầu rằng nhỏ, cái cơ phận đó dầu nhỏ cách mấy gì nữa, nếu mà nói gì sắc không thì nó phải có 8 cái vậy đó. Rồi nó từ tùy theo thêm, nó sẽ đi với nhóm nào thì thêm mấy nữa. Thành ra quý vị nào mà học sắc xong đó thì thường thường là cái nhóm là 10, 11, 12, 13 gì đó, thì tối thiểu trong đó là có 8 sắc, thuộc là 8 sắc bất ly, thì tức là nó có tứ đại, rồi sắc, tứ đại rồi sắc, hương, gì đó, tám cái tất cả là 8 cái sắc nó luôn đi chung nhau, không thể nào để riêng được. Còn thường thường mà nói về danh pháp á, thì 7 cái tâm sở trên á là nó đi chung chứ nó không có rời, khoảng thở đi chung. Thành ra cái tối hiểu đó, cái tâm sở đó khi cộng thêm cái tâm nữa là thành ra 8 là vậy. Ví dụ như cái tâm nhận thức nó thì nó có 7 cái tâm sở đó đi theo nó, 7 tâm sở nằm và phía trên trên cùng đó, nó 13 tâm tà tha đó, thì 7 cái tâm sở luôn luôn đi. Còn mấy cái tâm sau thì coi cái lúc có lúc không, cũng giống như tâm, nếu mà tâm sở thiện thì cũng vậy, là 19 cái tâm sở bất thiện phía dưới nó cũng đi một lượt luôn. Thành ra là tùy theo, ví dụ những cái tâm nào mà nó có thuộc về thiện pháp đó, thì nó dưới nó có 17 cái tâm sở đó đi theo nó, thì mình tính theo đó. Còn có 7 tâm sở hành là nó đi chung cho tất cả các loại tâm, tâm nào nó không có cái đó đó. Nhưng mà cái tâm mà ít nhất á là cái ví dụ ngủ song thức á, là mình thấy cái gì thấy nó chỉ có 7 cái đó mà thôi, cộng thêm cái tâm cái thức nữa, cái thức nhận thức nữa, thành ra nó là 8 là vậy. 7 tâm sở thì một cái tâm là 8, thì cái tính vậy là mình sẽ thấy nó biết nó như thế nào. Tâm bất thai chứ. Dạ, Nam mô Bụt Thà, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Dạ con đã hiểu rồi. Dạ con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều. Dạ con kính nhường trả mít lại cho đạo tràng. Dạ con xin kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Kính mời huynh Giang Nhật Hà có câu hỏi gì không ạ?
Xin mọi người có câu hỏi gì thì giơ tay lên để mà hỏi ngài trả lời cho. Dạ. Con xin được xuống mic. Thưa ngài, cho con xin được hỏi một câu này ạ. Ví dụ như khi một tâm mà sinh khởi lên thì thường thường là có tâm sở đi theo nó, nhưng mà đó là về phần tâm, nhưng mà nó có giống như là cái phần mà xúc duyên cho thọ không, như là nếu mà nó có xúc thì nó sẽ có thọ đi theo không ạ? Nếu mà con hiểu mà nó cũng liên hệ với nhau như vậy thì nó cũng tương tự như vậy, thì có đúng không ạ, thưa sư? Nam mô Phật Thầy, dạ, kinh bạch chư, dạ, kính thưa chủ gì. Hai cái nó khác nhau chứ làm sao nó giống nhau được. Một cái là tính theo nhân duyên của nó, một số điều kiện mà có những cái loại tâm nó hay là tâm sở nó phát sinh do những cái nhân duyên đặc biệt. Còn có những cái loại tâm sở thì nó đi theo cái chùm khác. Ví dụ như cái tâm, bởi vì cái tâm cái xúc duyên thọ đó, cái thọ đó nó là một cái nhóm khác, mà cái xúc đó là cái sự xúc chạm nó mới đưa tới cái đó. Thì cái đó là nói cái vấn đề liên quan tới cái nhân duyên của cả năm quẩn này, chứ không phải một không. Bởi thọ nó là một loại quẩn riêng thì nó dính dáng trong đó, còn có những cái chỗ khác thì nó không cần thiết là cái đó ha. Thành ra chúng tôi nói cái lần chúng tôi nói đó, nếu trong một cái tâm sở, một cái tâm nó có bao nhiêu tâm sở thì nó liên hệ tới vấn đề mà duyên khởi. Nhưng nếu một lộ trình tâm chẳng hạn, hay là hai ba cái tâm liên tục nhau đó, thì cái đó là nó liên quan tới vấn đề duyên hệ. Phải nói gì? Ngài Đức Phật ngài dùng cái đó để ngài diễn tả cho thấy cái sự liên hệ giữa tâm với tâm sở với sắc, qua cái hình thức duyên hệ hay qua hình thức duyên khởi, hai cái nó khác nhau, để người ta mới biết tại sao ta có những cái điều kiện như vậy thì nó phải như vậy, có những cái điều kiện như vậy rồi như vậy, là nó theo một cái chu trình từ sanh ra cho tới cái lúc diệt của nó, mà nào nó có giấu nhau chỗ nào hết. Nhưng mà ta dựa vào một số chuyện, ví dụ như cái xúc duyên thọ thì trong cái chuyện đó nó liên quan thì có tới 12 chuyện mà thôi, tức là 10 loại tâm hoặc tâm sở mà thôi đó. Thì quý vị cứ đọc từ trên vô minh duyên hành, vô minh là một tâm sở, hành cũng là một tâm sở đó. Rồi liên hệ tới chỗ khác, ví dụ như thì nó mới liên hệ tới cái khác, chứ còn nếu không thì nó không có liên hệ nhiều. Nhưng mà nếu mà nói duyên hệ thì nó liên hệ rất nhiều, liên hệ luôn cả ngũ quẩn, cả trong cả ngoài, trên dưới, trong ngoài đủ hết á. Đó là tùy theo cái chuyện mình nói, chứ không phải là nó cái mình nhìn vào chỗ đó rồi mình có muốn nghĩ sao mình nghĩ không được. Nó có điều kiện của nó để cho mình suy xét, để mình hiểu tới liên quan tới một số chuyện rất là khác nhau. Nên ngay cả trong thắng pháp tập luận mà ngài Anuruddha ngài viết ra đó, ngài tóm tắt những cái đó lại, tóm tắt theo chiều hướng của thực tính pháp đó. Nhưng mà thì ngài tóm tắt như vậy đó, quý vị biết cái quyển thắng pháp tập luận nó có khoảng những 70 trang tiếng Bali mà thôi. Rồi nó khi mình học cái đó, mình muốn hiểu đó, mình học đó, người ta thường ta dùng cái sớ giải để mình học cái đó. Thì cái quyển mà giải thích cái thắng pháp tập luận, cái quyển nó gọi là Phi Thâm Mất Thạ Quý Pha Quá Ni, tức là giải thích rất rõ ràng ở chuyện đó. Thành ra quý vị học là phải cần học cái quyển đó để hiểu cái giải thích nó như thế nào. Chứ còn nếu không mình không hiểu được. Nếu mình không đọc Phi Thâm Mất Thạ Quý Pha Quá Ni thì mình không hiểu được.
Thì bên cạnh cái liên quan tới tâm với tâm sở đó, thì có một cái vị nữa gọi là Ngài Bút Thát Thách Tạ đó, Ngài viết ra một cái quyển nữa. Nhưng mà cái quyển đó thường quý vị học ở những cái nước như Thái, Miến Điện thì họ có dạy cho quý vị, chứ còn mấy nước khác thì không có dạy. Cái quyển của Ngài Bút Thát Thách Tạ gọi là quyển A Phi Tâm Má Qua Ta Rá. A Phi Tâm Má Qua Ta Rá, Ngài viết cũng rất là nhiều chứ không phải không. Nó cũng sanh cùng thời với Ngài Bút Thát Gô Xạ, với Ngài Anuruddha và Ngài Bút Thát Gô Xạ nữa đó. Là cái có một số cái vị mà viết ra những cái đó, thì ở những cái nước theo Phật giáo truyền thống họ có đầy đủ, họ lấy cái bản chánh gọi là cái bản quyển Tám Pháp Tập Lý Luận, tức là Phí Tâm Bát Tạ Sẵn Cái Hạ. Nhưng mà muốn hiểu cái đó là phải học cái quyển giải thích cái quyển đó, tức là Phí Tâm Bát Tạ Quý Pha Quá Ni, rồi phải học thêm cái quyển Bổ Túc của Ngài Bồ Tát Tát Tạ, tức là cái Phí Tâm Má Qua Tà Rá. Giải thích vậy đó, nên nó có rất nhiều chuyện trong đó chứ không phải không. Chứ còn nếu mà đọc Phí Tâm Bát Tạ Sẵn Hạ tức lượng không có nhiều khi nó không có chi tiết, mà mình muốn hiểu là rất là khó chứ không phải dễ. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ vâng ạ, còn kính chị ân sư ạ, bởi vì là con thấy là nói là không bao giờ có chuyện có xúc có mặt mà lại không có thọ. Bên cạnh nhãn xúc thì chắc chắn là có nhãn thọ, mà bên cạnh thần xúc thì chắc chắn là có thần thọ, bên cạnh ý xúc thì chắc chắn là có ý thọ đó. Thì con mới nghĩ là sao mà như là có tâm thì chắc chắn phải có tâm sở đồng sanh, nhưng mà hai cái này là đồng sanh, còn cái kia là nó là duyên theo nhau. Và con xin được xuống mấy cả dạ, con kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn này giả kính thưa cho quý vị. Quý vị nên để ý cái chỗ xúc đó, nó không phải giống như mình nói. Xúc nó có hai loại là xúc sắc với xúc danh. Cái xúc danh nó khác mà cái xúc sắc nó khác. Đó. Thì cái nếu quý vị để phân biệt thì cái xúc sắc là nó xúc chỗ nào. Ví dụ như cái tâm thức nó phát sanh vừa xúc danh và vừa xúc sắc. Bởi vì xúc sắc là ba cái sắc đó nó xúc vô cái sắc khác, thành ra cái khi mà nó phát sanh đó, nó phát sanh cái thọ nó cũng khác nhau. Thì khi mà nó phát sanh thọ nó có hai loại, tức là thân tức và thân tức là hai cái nó khác nhau. Còn xúc danh với xúc danh nó xúc với nhau đó, thì nó cũng dựa vào sắc để nó nương. Bởi vì cái danh là nó phát sanh được á, ngoại trừ nó ở cái cõi vô sắc mà thôi, chứ nó ở cái cõi hữu sắc đó thì nó phải nương vào cái sắc nào đó để nó phát sanh. Nó nương phát sanh khác mà nó xúc vô cái sắc đó lại là khác. Quý vị thấy như là cái danh mà nó nương vô cái sắc thần kinh nhãn để làm cho nhãn thức phát sanh, chứ không phải làm cho cái thọ phát sanh. Xúc duyên thọ nó phải phân biệt để xúc danh chỗ nào, xúc sắc chỗ nào chứ còn nếu mà không phân biệt mình nói họ không, mình nói ra ngoài đề nào mình không hay, lạc đề đó. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ, con kính tri ân sư ạ, cái này con sẽ cần phải học thêm và nghiên cứu thêm. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều ạ. Dạ con xin được kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Dạ.
Dạ xin kính mời bàn tay của đạo tràng ạ. Không nên để rung trống như vậy ạ. Dạ, huynh tu học Phật pháp ơi, có câu hỏi gì thì xin hỏi đi ạ. Anh Giang Nhật Hà này. Dạ, con xin được xuống mic, nhường mic cho mọi người ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và quý cô tu nữ, và mến chào các anh chị đạo hữu ở trong room. Dạ bây giờ chưa có ai nêu vấn đề gì hết, thì con cầm mic. Còn nêu những cái vấn đề để cho sư chỉ dạy về nhân về nọ. Sư có đề cập về cái vấn đề về cái cảm thọ. Con nhớ rằng là có một cái đoạn kinh mà Đức Phật dạy rằng là đối với những cái cảm thọ khổ thì sẽ quán như là cái mũi tên, như là bắn một cái mũi tên nó cắm vào mình. Còn đối với cái cảm thọ lạc thì phải quán để mà thấy được cái tướng khổ của nó. Còn đối với lại cái cảm thọ xả, tức nghĩa là không khổ không lạc á, thì phải quán cái tướng vô thường. Thì như vậy thì cái chỗ cái pháp quán như vậy đó thưa sư, là chúng ta đang quán cái cảm thọ mà ở trên cái là chế định pháp. Tại vì tất cả những cái nghĩa đó đều là chế định, có phải như vậy không thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư chỉ dạy rộng thêm về cái pháp quán và cảm thọ theo cái đoạn kinh mà con vừa mới nêu vừa rồi. Dạ con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự cái đó là đề cập tới cái pháp quán thọ trong tứ niệm xứ. Nhưng mà nên nhớ đó, mình quán bất cứ cái loại quán nào bắt khởi từ đầu nó đều dựa vào cái chế định đó, chứ không thể nào dựa vào thực tính pháp được, bởi vì mình cũng biết thực tính pháp là không phải gì đâu. Nhưng mà tới cho tới khi nào mà mình bắt đầu mình thấy cái điều kiện của nó đó, thấy danh sắc rồi đó, thì lúc đó đó mình dựa vào cái điều kiện đó, cái trạng thái đó đó, trạng thái của sự sanh diệt của danh sắc đó, để mình quán cái điều mà huynh vừa trình bày đó. Nhưng quán cũng chỉ để thấy cái trạng thái của danh sắc mà thôi, nên nhớ chuyện đó. Nếu mà chúng ta nói nhiều lần theo chú giải cũng giải thích về rồi, giải thích từ cái thiền thứ như cái tầng thiền, không phải tầng thiền mà tầng tuệ đó, trong 16 tuệ, tuệ nhất, tuệ thai, tuệ thứ ba, nghĩa là vẫn dựa vào chế định pháp chứ không thể dựa vào chân đế pháp trầm trầm được. Thì cái này cũng vậy, thì mình phải học để mình hiểu. Nhiều khi mình không hiểu cho tới mức đó, thế mình thấy cái trạng thái nó vậy, cái mình tưởng đâu là mình thấy chân đế, là cái đó là mình đi có chừng lạc đường, chứ nó không thể giống được. Thành ra khi mà mỗi đối với một người mà sống cái cuộc đời nó an nhàn thường, thì họ gặp cái thọ lạc nó như thế nào, mà tập tật khổ nó như thế nào, thì Đức Phật mới chỉ cách quán là như vậy. Chứ còn khi mà mình thấy rõ ràng, mình thấy được cái thực tính pháp rồi đó, tức là thấy cái trạng thái của danh sắc nghe là thực tính pháp rồi đó, thì cái lúc đó là cái điều kiện mà quán như vậy đó, mình có thể mình thay đổi theo cái điều kiện của mình trong lúc đó, điều kiện của mình, hành giả đó, hành giả điều kiện trong lúc đó. Chứ còn không có phải là tôi rất khổ, nhưng có thể cái quán cái khổ không cần quán, giống như là bị mũi tên mà là lụi vô người rồi này kia, không sao. Cái đó là đúng rồi. Bởi vì cái đau đầu tiên của mình á, khi mình thọ khổ đó, thì thường thường đó là mình dựa vào cái chế định pháp rất là nhiều. Nhưng mà khi mà theo tới cái lúc nào đó, đó là bắt đầu mình thấy nói trắng là thấy danh sắc, hay là thấy nhân viên của danh sắc này kia, không sao đó,
là mình nhán mà thấy được thực tính pháp rồi, nhưng mà tại thực tính pháp nhanh quá nữa, mình vẫn phải dựa vào chế định pháp để mình thấy cho nó rõ rõ vấn đề theo lời theo điều kiện mà Đức Phật đã dạy như vậy đó. Thì trong ba vấn đề đó đó, nếu mà coi trong chú giải thì họ mới chia ra tại sao phải là ba vấn đề đó, tại vì phải dựa theo cái cá tánh của người đó là một, thứ hai dựa theo cái điều mà mình thấy quán thì cũng cái trạng thái đó mà mình thấy khổ não nó khác, bằng quán cái trạng thái đó mình thấy vô ngã nó lại khác, dù rằng cũng là một chuyện thôi, nhưng mà nó dựa vào cái tiền nghiệp của mình, dựa vào cái tiền thiên tật của mình để nó ra cái đáp số cho mình, chứ lúc đó mình không có lựa chọn được. Anh nhớ được không, phải tôi phải quán để tôi thấy vô ngã, cái đó là không ai bảo đảm được đó. Mà nó dựa theo một số vấn đề như vậy, mà những vấn đề đó thường thường là nó dính vào cái trạng thái của thực tính pháp hay là trạng thái của chế định pháp. Thành ra cho tới khi nào cái tệ mình nó mạnh lắm, cái tệ mình đi lên tới cao rồi kia rồi mới bắt đầu mới thấy thực tính pháp được, chứ còn cái tệ mà thấp thấp thì đã là thấy khó rồi, còn giống như mình thì chưa tới tệ nào thì miễn bàn chỉ thấy chế định pháp thôi, chứ làm sao thấy thực tính pháp được. Nam mô Phật Thầy á. Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính tri ân sư. Ở trên cái pháp thực tánh đó, đó sư, thì nó không có một cái ngôn từ nào để diễn tả, nó không có một cái ý niệm và một cái khái niệm nào ở trên cái pháp thực tánh. Thì như vậy thì thưa sư, vô ngã nó là một ý niệm, khổ nó là một ý niệm, thậm chí cả cái vấn đề về gọi là sanh và diệt thì nó cũng là những khái niệm. Như vậy thì khi mà cái tâm của cái người hành giả họ đang ở trên cái pháp thực tánh đó thưa sư, thì nó có cái ý niệm về vô thường, cái ý niệm về vô ngã, cái ý niệm về khổ hay không thưa sư? Dạ con kính gửi mic cho sư giảng về cái chỗ này ạ. Con... Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư vị. Thành ra chúng tôi mới nói là do tiền nghiệp và tiền khiên thực của cái vị đó. Khi mà vị đó thấy được cái thực tính pháp rồi đó, mới thấy được sanh diệt. Mà cái sanh diệt đối với vị đó đó là vô thường. Bởi vì trong tiền quá khứ họ tạo một số điều kiện gì đó, nhưng mà họ thấy cái sự sanh diệt đó, đó nó có cái trạng thái là vô thường, là không có thường. Mới đó mất đó gì em sầm đó. Nhưng mà cũng có cái người thấy cái trạng thái giống vậy đó, nhưng mà họ cho là khổ. Tại vì cái tiền nghiệp của họ, cái tiền thiên tật của họ. Nhưng mà cũng có người đó hành cái đó, cũng thấy cái điều kiện đó, nhưng mà cái điều kiện xuất hiện trong cái trí tuệ của người đó lại trạng thái vô ngã, tức là không có chủ, không có ai là người nắm giữ gì hết đó. Thấy không? Thì nó cũng là một chuyện thôi, nhưng mà nó dựa vào cái tiền nghiệp, cái tiền tật của người đó, hoặc là cái điều kiện của người đó trong bao nhiêu kiếp mà họ luyện tập về cái trí tuệ của họ đó, chứ nó vẫn là một thôi. Một là gì? Là danh sắc có sự sanh diệt, mà sự sanh diệt đó nó hiện ra theo trong trí tuệ người đó là cái điều kiện gì đó. Chứ không thể là hai được. Chứ nó nói danh sắc, mình đang thấy một, thấy danh, hai, thấy sắc thôi, chứ làm sao mình thấy được cái gì khác được. Mà thấy cái đó rồi đó, thì cái trạng thái mình hiện ra trong cái trí tuệ người đó đó là vô thường, là khổ não hay là vô ngã, nó có gì khác nhau đó. Nó khác nhau đó, cái điều kiện họ thấy đó. Rồi từ cái điều kiện đó đó, các nhà, các bậc giống như Đức Phật tâm mới chế định cái chữ để cho mình thấy vô thường là vậy, Rồi mình sau này mình dựa theo đó, thì là mình dựa theo, mình chưa tới nơi rồi mình cứ nắm lấy cái đó để mình cho rằng tôi thấy khổ lắm rồi này kia, mình chưa chắc, chưa chắc mình đã thấy đúng và nói đúng tới nơi rồi mới biết chứ. Còn không thành đã, tại sao hành thiền minh giác thường gặp không phải có thầy là vậy đó. Có thầy là tối thiểu phải ít nhất là đi qua khỏi cái thể thứ tư chứ không bị
để cái chú quý vị chân và cái lê xả, tức là phiền não mình sát nó trên nó chung vô là nó gọt mình liền đó. Chứ không phải gì đó, thành ra phải qua tới kia mới thật sự thấy, rồi từ từ thấy lên, còn thấy cái phần trăm nó rõ ràng như thế nào đó tùy theo trí tuệ người đó. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính tri ân cảm ơn sư về những cái lời dạy của sư vừa rồi. Con xin được sư giải thích lại một lần nữa, đó là cái ý là bây giờ ở trên cái pháp thực tánh đó, thưa sư, tâm với tâm sở với sắc pháp đó, thì nó không có ý niệm. Như vậy ý thì con nói rằng là như vậy thì cái tâm mà khi mà nó đang trải nghiệm hay là nó đang là nó thực sự nó đang ở trên cái pháp thực tánh đó, thì lúc đó là hoàn toàn là không còn một cái ý niệm và một cái ngôn từ nào để mà diễn tả ở trên cái pháp thực tánh, có đúng như vậy không thưa sư? Dạ, ý con là xin hỏi. Như vậy thì kể cả tất cả những cái ý niệm thì tạm thời những cái lúc đó nó phải là vắng bặt, mà nó chỉ còn là một cái sự trải nghiệm trực tiếp ở trên cái pháp thực tánh hay là cái thực tại thân và tâm ở cái thời điểm đó thôi, có phải như vậy không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, thì họ nằm trên cái thực tính pháp mà nó thứ nhất là nó sanh diệt nhanh, nhưng mà họ nếu họ nằm trong cái đó họ chưa thấy sự sanh diệt, họ chỉ thấy cái điều kiện đó, mà cái điều kiện đó chính họ còn không biết là cái gì. Nhưng mà tới cái lúc họ thấy từ cái sự sanh diệt rõ ràng đó, theo một số cái lời giải thích mà hoặc là mấy gì thì xưa mà giải thích cho chúng ta hiểu đó, là người ta thấy cái lúc nào, thấy cái lúc mà cái tâm cuối cùng của cái lộ trình tâm nó diệt cùng với cái sắc nó diệt đó, người ta thấy cái chỗ đó nó đứt khúc, nó mất chỗ đó, mất mà dầu rằng nó nhanh lắm nhưng mà nó mất kìa. Đó. Thì chứng tỏ là thấy chỗ đó là được gọi là bắt đầu thấy sanh diệt là như vậy. Thì cái tâm nó nhanh như vậy thì cái tâm nó không còn cái gì khác ngoài trừ cái điều kiện đó rồi, mà giống như là nó dán cái lộ trình tâm của mình vô cái chỗ đó mà thôi đó. Còn nếu thấy rõ ràng thế nào thì cái chuyện của người nào có trải nghiệm mới thấy, chứ còn chúng tôi chưa trải nghiệm là cũng nếu mà có giải thích cũng biết lấy danh từ gì để giải thích nữa, nó rất là khó, cho nó qua dễ giống như mình nghĩ đâu ha. Đó. Mà nó nhanh ghê lắm, thành ra tại sao quý vị thấy như bây giờ cái gì mà bắt đầu mà thấy được cái đó giống như ngày Sở Di Bồ Tát hay là một vài ngày khác đó. Ngồi nghe xong cái vài giây vài phút sau là thấy đạo quả là gì, nó ra một cái rẹt, nó đi từ cái tệ thứ nhất mà lên tới cái tệ thứ 14 liền, 15 chứ. Hỏi như vậy là lấy gì diễn tả? Chỉ có người thấy mới biết mình thấy cái gì thôi, chứ còn bây giờ không có thể thấy lấy sách vở hay là lấy ngôn từ gì để diễn tả sự thấy của ngài Sa Di Bồ Tát. Nếu quý vị đọc trong kinh điển gì thấy không bao giờ có sự giải thích đó. Thí dụ ngài nghe xong cái đắc đạo quả, chứ đâu có nói là ngài phải thấy vậy vậy mới đắc đạo quả đâu. Bởi trong cái búng tay vậy là tâm sanh diệt hàng ngàn tỷ cái lộ trình tâm để thấy những cái đó thôi mà. Nó nhanh tới cái độ không thể biết nó là cái gì nữa chứ ở đó. Vì vậy cứ nghĩ vậy biết. Chỉ thấy giống như mình nó phải nói chứ. Chúng tôi từng thí dụ để cho quý vị thấy rõ ràng đó. Hồi xưa quý vị nào xài cái máy printer mà matrix printer đó, quý vị đánh xong cái quý vị bấm vô cái bắt đầu nó gõ hết cốc là từ chấm mà nó nhanh như vậy đó, nghĩa là nó bình thường cái gió là chậm rồi đó, nhưng mà nó nhanh vậy mà mình đọc thành chữ chứ mình đâu là đọc thành từ chấm được, phải không? Thì khi mà mình quan sát như cũng vậy, quan sát những cái đối tượng mà nó bắt đầu nó xuất hiện trong lộ trình tâm mình thì nó cũng vậy, nó nhanh vậy đó. Nghĩa là lúc đó mình chỉ thấy chấm 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 thôi, chứ làm sao mình thấy cái đó là cái gì đó.
Rồi mình nói chấm chấm là chứ từng lộ trình tâm, từng lộ trình tâm, bởi lộ trình tâm nó có một cái, nó nhận một cái chấm, bởi nó nhanh vậy nó không thể nào thấy nguyên cái nên từng chấm 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 vậy đó. Mà tại sao mình gọi là thấy chấm? Là tại vì một lộ trình tâm có chấm là nó xuống cái phá quan khá, là trong lúc xuống phá quan khá là mình không thấy chấm nữa. Bởi vì cái phá quan khá nó có cái đối tượng riêng của nó rồi. Mà nó, mà cỡ phạm nhân mình nó đâu phải nó xuống một hai sát na phá quan khá đâu, trước hàng tỷ tỷ cái sát na phá quan khá vậy. Rồi mình thấy chấm khác, thấy chấm khác là như vậy đó. Mất thấy mất vậy đó. Mà chính chỉ có người thấy mới biết mình thấy cái gì mà, chứ còn bây giờ muốn giải diễn tả như thế nào cũng không, kinh điển cũng không thấy diễn tả nữa. Nhanh vậy làm sao diễn tả được. Thành ra mình muốn biết thật sự thế nào, ráng tu tới đó mình thấy liền. Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân về cái lời giảng dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ. Theo như cái giáo lý ở trong thì các cái pháp sắc danh pháp là nó vô thường, như nó vô ngã. Nó vô thường thì là nó sanh và nó diệt là liên tục. À, có thể nói rằng là nó vừa sanh và nó diệt liền. Và mà nếu nó vừa sanh và nó diệt liền như vậy đó, nó sanh diệt liên tục như vậy thì rõ ràng là các pháp nó không có trụ lại ở một cái tướng nhất định nào đó. Hoàn toàn là không có một cái tướng nhất định nào mà nó trụ lại. Còn theo cái lý vô ngã đó, thì dù là sắc pháp hay là danh pháp, ví dụ như là sắc pháp thì tối thiểu cũng là tắc bất ly, vân vân. Rồi danh pháp thì cũng là cái biết của tâm, rồi cộng với lại những cái tâm sở tợ tha, vân vân. Nó cũng là một sự ghép nối, kết hợp của nhiều cái thành tố để mà nó tạo thành. À, và như vậy á, thì sắc pháp và danh pháp nó gồm nhiều cái thành tố kết hợp lại tạo thành, như vậy nó vẫn không có một cái tự thể, một cái tự ngã, một cái tự tướng riêng biệt của nó. À, như vậy á, thì mình dựa vào cái lý vô thường và cái vô ngã như vậy thì mình có thể đi tới một cái nhận xét, một cái nhận thức rằng á, là các pháp, sắc pháp và danh pháp nó không có một cái tướng cố định nào cả, một cái tự tướng nào. Một cái pháp mà nó không có một cái tự tướng riêng biệt như vậy đó thưa sư, thì nó có bị gọi đó là gì? Là giả có chứ nó không phải là thật. Có đúng như vậy không thưa sư? Cũng giống như là trong một cái bài kệ của Kinh Pháp Cú thì Đức Thế Tôn có dạy rằng là hãy quán năm uẩn như là cảnh uyển. Thì như vậy có phải chăng là do tất cả các pháp đó, nó sanh diệt liên tục và nó do nhiều cái duyên nó kết hợp, nó không có một cái tự ngã riêng, nó không có một cái tự tướng riêng biệt của nó đó thưa sư. Cho nên rằng là các cái pháp đó, nó không có thật. À, như vậy thì chỗ này mình nên hiểu như thế nào? Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch chư tôn, dạ kính đuổi gì, cái tự tánh nó có thật chứ làm sao không có thật được. Quý vị coi 28 sắc pháp, mỗi cái nó có chứ làm sao không có được. Nhưng tại vì nó sanh diệt nhanh quá, thành ra mình không là cái mà cái mình học đây là mình học cái sự hiểu biết của Đức Phật, nên nhớ chuyện đó. Mà mình đừng có nghĩ như thấy của Đức Phật. Rõ ràng Ngài nói tâm có như vậy đó, tâm sở 52 chuyện như vậy, tới sắc pháp 28 chuyện vậy, mình không có sao được. Nhưng mình không có khả năng để nhận dạng nó, chứ không phải là nó không có. Nó phải có chứ làm sao không có được. Quỳnh không tin thì bây giờ Quỳnh cứ nguyện để thành Phật chánh đẳng chánh giác luôn đó, coi Quỳnh thấy cái gì. Đó. Muốn có trí tuệ để thấy nhất phải là bốn a tăng kỳ trăm ngàn đời kiếp kể từ khi được thọ ký thì mới thấy được. Chứ còn mình chỉ học cái thành quả của Ngài thôi, tại vì mình muốn đi ra khỏi luân hồi thôi, mình chỉ học để thấy cái thành quả của Ngài thôi,
Chứ còn bây giờ mình nó muốn nói thấy như Ngài để chứng tỏ rằng cái đó nó có thật cho được. Cứ ngồi suy nghĩ lại đi. Hả? Nó phải có thật chứ làm sao nó không có thật. Nhưng mà tại vì nó sanh diệt nhanh, nó trong cái bốn tay nó sanh diệt 1.000 tỷ lần, tức là nó sanh diệt 1.000 tỷ lần vậy đó. Nhưng mà cái đó là chúng tôi nói lặp lại đi nhiều lần là sự hiểu biết của Đức Phật. Mình chỉ học cái sự hiểu biết đó qua một cái chế định mà thôi. Rồi giờ mình quyết định là không có sao được. Bây giờ mình muốn, mình nghĩ rằng muốn, mình nói là không có để tôi sẽ chứng minh. Thì bây giờ cứ nguyện đi, bốn A Tăng Kiện trong ngàn đại kiếp sau, trí tuệ của bốn A Tăng Kiện trong ngàn đại kiếp nó sẽ thấy cái gì, rồi lúc đó mới biết đó là cái gì. Chứ đừng nói là không có thật, nó phải có thật chứ làm sao không có thật được. Nhưng mà nó sanh nhanh, việc nó sanh còn nhanh hơn cái lộ trình tâm của mình đó, thì làm sao mình nói là mình thấy được. Sở dĩ mấy cái bậc tại vì cái lộ trình tâm của người ta nó sanh diệt rất ít cái pháp quan khác. Ví dụ trong kinh mà liên quan tới Đức Phật hay liên quan tới đó, lộ trình tâm của Đức Phật hai cái lộ liên tục, nó cách nhau của hai cái pháp quan khá, tức là pháp quan khá chà là ná, cái quan cứu hoạch giải tá là xuống lộ trình tâm khác liền. Còn của Ngài Sariputta đó, giữa hai lộ trình tâm nó chỉ có 16 cái pháp quan khá mà thôi, tức là chỉ có 16 sát na pháp quan mà thôi. Nó thấy được vậy, có Ngài Sariputta có thể đếm được cái hạt mưa rớt xuống, cái trời mưa rớt xuống mà Ngài đếm được từng hạt mà, thì cái lộ trình tâm nó phải nhanh như vậy mới được. Còn lộ trình tâm mình đó, hết lộ này tới cái lộ khác đó, đoạn giữa nó có cả hàng tỷ cái pháp quan khác, thành ra mình không thấy được những cái điều đặc biệt hay ho của mà các bậc cái thánh ta thấy. Mà mình không thấy đừng có nghĩa kết luận là không có. Ngôn ngữ đời người ta chỉ dùng những danh từ để người ta diễn tả cái điều kiện đó, chẳng hạn như quyển hay cái gì đó. Nhưng mà quyển có nghĩa là đối với trí tuệ của phạm nhân mình, chứ không phải là trí tuệ của Đức Phật hay trí tuệ của các bậc thánh chứ. Bây giờ mình nói mình không có, mình học thực tinh pháp là tâm 52 tâm sở 28 chi vậy mà mình nói không có. Đức Phật đặt ra đây cho mình học à? Tất cả cái đó đều có, nhưng mà mình không thể, không có khả năng để nhận dạng cách mà thôi. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bố Dạ, con kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư. Dạ con là có chút vào có cái câu kinh là câu kinh Pháp Cú là hãy nhìn đời như huyễn. Cái thứ hai nữa là ở trên cái lý của vị thì cho dù đó là sắc pháp hay là danh pháp, tức là tâm sở ở đi nữa, để mà nó ví dụ như con nói tâm tham đi, thì nó gồm nhiều cái yếu tố để mà kết hợp lại vào tâm tham. Mà trong tất cả những yếu tố đó thì cái tướng tự có nào là của tâm tham thì rõ ràng là mình không thấy. Tại vì nếu mà nó có một cái tướng tự có thì như vậy thì cái tâm tham nó sẽ là không bao giờ nó vô thường hay sao? Nó phải do duyên nó hợp cho nên nó mới vô thường. Cho nên cái chỗ này là một cái chỗ nó tương hơi khó hiểu chỗ này đó. Tại vì nếu nó không có một cái tướng nào tự có, đều là do nhân duyên, nhiều cái thành tố nó kết hợp lại thì nó mới có cái tâm tham. Mà trong những cái thành tố đó thì nó không có một cái tướng riêng nào là của tham cả. Như vậy rõ ràng là gì? Rõ ràng là cái có của cái tâm tham đó, nó là một cái có mà nó không phải là hoàn toàn là có thật, chứ con không phải nói là nó không có nha. Ý con là như vậy thì chứ không phải nói rằng là 52 tâm sở nó không có.
Nhưng mà cái có của nó là rõ ràng là do nhiều cái yếu tố nó kết hợp lại. Mà trong những cái yếu tố đó thì nó không có riêng một cái nào là của bác đó. Anh đang làm cái là như hay không à, ý con chỉ là như vậy thôi. Dạ, xin sư Quang Hỷ chỉ dạy thêm về cái chỗ này một lần nữa. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bồ Tát Giá Kinh Bạch Chư Tôn Giá Kinh. Quỳnh muốn xây một cái building thì Quỳnh mua gạch, mua những cái điều kiện liên quan tới để mình xây thành cái building. Rồi động đất cái building nó sập xuống tan nát hết. Mình nói cái building như quyển thì nói được, nhưng mà nó cục gạch như quyển thì không được. Dầu rằng lúc đó nó cũng bể dụng ra rồi. Mình phải phân biệt cái đó. Thì bây giờ tâm tham vậy, nó đứng riêng rẽ, tâm sở tham, nó đứng riêng rẽ một mình nó, thì nó không có trạng thái gì cả, nó chỉ có cái chế định đặt tên là tham mà thôi. Nhưng mà nó do nhiều cái nó hợp lại, thành ra nó mới thành cái này, thành cái kia. Mà khi cái thành cái đó đó, rồi mình nói là cái đặc tính, cái mà gọi là tham thì không có. Tại vì nó vậy. Nó vậy là do cái tổng hợp giống như trên ram nhiều cái gạch để xây thành cái nhà lầu. Mình gọi là nhà lầu chứ mình không gọi là gạch nữa. Đó. Cho tới khi mà nó bị sập bể dụng rồi đó, mình nói nhà lầu cũng có, gạch cũng có sao được. Gạch phải có. Thì cái tâm này, tất cả tâm sở đều giống vậy. Nó chỉ có Đức Phật mới có khả năng giác ra từng cái để cho mình học, để hiểu, chứ không phải là giác ra để cho thấy là nó là một cái đó, không phải. Nó luôn luôn nó đi đâu nó cũng tập hợp với nhau đó, chứ nó không ai không tạo được. Đó. Thì nó những cái tập hợp đó là nó dựa theo cái điều bên ngoài hay bên trên bên dưới gì mình không biết, nhưng mà nó thành cái chuyện, thành cả ngàn vị khác nhau. Mà không có chuyện nào giống chuyện nào đó. Thì mình phải hiểu cái của nó có đó là mình không thể nhận dạng được, bởi vì nó rất là vi tế, nó rất là nghĩa là nhỏ nhắn gì ôm chùm đó, mình không biết, mình không thể nhận dạng được. Đó. Nhưng mà khi nó gộp lại đó, bây giờ mình lấy coi có bao nhiêu cái tâm, bao nhiêu tâm sở, rồi bao nhiêu cái sắc mới thành con người là ngồi như vậy. Phải không? Nhưng mà mình không thể dựa vào cái mai mốt con người này tắt thở vài bữa hồi đình, mình không thể mình nói là không có, thấy không? Tan rã. Cái tan rã là do tiện mà nó tập hợp nó tan rã, chứ không phải là do những cái thành phần mà nhỏ giống như mình học vậy đó. Thấy không? Nó khác nhau chứ làm sao nó giống nhau. Cái nào có thật là có thật. Nhưng mà cái mà tập hợp lại hay là cái là mình làm thế nào để thành cái khác rồi nó về xong. Cái đó là quyển là gì đó, là tùy theo mình nói. Tại vì nó do duyên mà thành. Nó do điều kiện để có. Thì là khi mình nhìn cái đó, mình phải nhìn vào cái điều kiện của nó, nhìn vào cái duyên của nó. Chứ mình không thể nhìn vào cái nguồn gốc của nó được. Đó. Thế chỉ có tâm sở sắc thôi. Mà nếu nó xuất hiện ở cái xứ chúng tôi đang ở đây thì ta gọi là Mỹ trắng Mỹ gì không biết. Nhưng mà nếu xuất hiện ở Việt Nam thì nó đâu có gọi Mỹ được, phải gọi Việt Nam. Thấy không? Hỏi cái gốc thật sự của nó là cái gì? Tâm sở sắc thôi mà thôi. Nhưng mà tùy theo cái điều kiện người ta. Người ta sống ở đâu người ta theo cái điều kiện đó để người ta gọi nó chứ. Ở gần chúng tôi trong rừng thì tại sao nó gọi là mỏi da đỏ mà không gọi là Mỹ da đỏ, đúng không? Nó có những cái vậy là mình dựa vào theo đó là mình chết. Đó. Nên cái quan trọng là mình phải phân biệt cái nào là thực sự là thực tính pháp, cái nào là chế định pháp. Để mình có thể mình theo một số điều kiện để mình sống còn mà thôi. Chứ còn nếu mà mình nói cái này như vậy, cái kia vậy là không giống hay gì gì đó. Đó là do tự mình suy diễn, chứ thật sự ra
không không chắc gì nó là đúng. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy dạ, dạ con kính tri ân về những cái lời dạy của sư ạ. Bởi vì cái chữ mà tự tính, cái chữ mà tự tính nó là cái đặc tính tự có của cái pháp đó. Mà trên cái sự thật đó thì không có một cái gì mà nó tự có hết. Tất cả nó đều phải do nhiều cái nhân duyên và điều kiện nó hòa hợp lại mà có. Cho nên khi mà mình nói là các pháp nó có cái tự tính riêng biệt của nó, thì con thấy chỗ này nó rõ ràng là nó bị kẹt ở trong cái ý niệm về cái tự tính rồi. Đó thì đó là cái chỗ mà cái vấn đề mà con đặt ra nó là như vậy. Yeah. Rồi, con ghét cái vấn đề đó qua, con nêu lại tiếp lại cái vấn đề khác. Đó là cái vấn đề về tam tướng. À, thì ai cũng biết rằng á, là trong cái việc mà phát triển cái tuệ quán để mà thấy biết ở trên cái tam tướng là để mà gọi là sát trừ cái phiền não, đoạn trừ cái phiền não. Như vậy thì ý con hỏi là vấn đề đặt ra là gì? Là như vậy thì có phải rằng á, là cái việc mà mình quán thấy là tam tướng á, nó ví giống như là thuốc để mà nó trị phiền não, nó giống như là một cái phương tiện để mà nó trị phiền não. Khi mà phiền não nó đã hết rồi đó, thì cái vấn đề mà quán tam tướng có còn cần thiết hay không? Giống như là khi mà bệnh nó hết rồi thì thuốc là mình cũng đâu có còn uống nữa, mình đâu có còn giữ nữa. Nếu mà đã hết bệnh rồi mà thuốc mình vẫn còn giữ thì như vậy rõ ràng đó là bệnh rồi. Đó thì ý con đặt ra vấn đề như vậy thì có phải chăng cái việc mà quán thấy, dùng cái tuệ quán để mà quán thấy được cái tam tướng để mà đoạn trừ cái phiền não tham sân si ở trên cái sắc pháp và danh pháp. Như vậy thì với cái người mà họ hết phiền não rồi đó, thì như vậy thì còn thấy về cái lý tam tướng hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Tại cái ca tánh con người khác nhau là các bậc ta đặt ra những cái đó để cho mình đi tới cái nơi. Mà khi tới cái nơi đó rồi, không có cần thiết gì cả. Thí dụ vậy, bây giờ mình muốn đi ra Huế, chúng tôi huynh hay với ngài trưởng lão đây ở Sài Gòn, giờ muốn đi ra Huế, huynh thích thì huynh đi máy bay, chúng tôi đi đường bộ, ngài trưởng lão ngài đi đường biển, hỏi cách đi giống nhau hay khác nhau? Nhưng mà khi tới Huế đi dâu giờ kìa, thì cái điểm tới là giống nhau hay khác nhau? Thấy chưa? Thì khi mình tới đó làm sao mà mình cần những cái phương tiện khác, cái phương tiện là máy bay hay là đường bộ hay đường biển chỉ? Cái quan trọng giờ là mình đi tới đó. Thì bắt đầu đi từ đâu, từ để thấy danh sắc cái gì đó. Nhưng mà khi mà tới nơi rồi là, ví dụ như là, ví dụ việc hết phiền não đắc tứ thánh quả là thấy niết bàn, vậy rồi còn phải quán vô thường chỗ não vô ngã gì nữa? Đã có cái thành quả đó, cần muốn xài thì lấy ra xài, chứ không lẽ muốn trước khi lấy ra phải bắt đầu quán thì thấy danh sách, thấy sạch diệt, thấy vô thường chỗ não vô ngã rồi mới đi tới, nghe không? Mình cần cái phương tiện đó tại vì mình chưa tới. Nhưng mà khi mình đã tới rồi mình còn cần cái phương tiện là chi nữa? Mà cái phương tiện đó là để làm gì? Để cho mình đi tới nơi. Bởi vì mình không biết mình từ đâu tới đâu, mình có người chỉ là muốn đi đó phải vậy thì mình cứ đi theo đó thôi. Nhưng khi mình đã tới nơi rồi, phương tiện chi nữa? Phải không? Nam mô Bổn Thầy dạ. Nam mô Bổn Thầy dạ, dạ con kính tri ân về lời dạy của sư vừa rồi. À, như vậy thì rất là rõ ràng, sư vừa mới giảng dạy là như vậy thì cái quán tam tướng nó là một cái phương tiện, nó là một cái phương tiện, mà phương tiện thì nó chỉ dùng ở trong một cái giai đoạn. Kính mời các anh chị đạo hữu ha nêu những cái vấn đề
lên. Tôi dừng lại để cho các anh chị nêu câu hỏi. Các anh chị có thể gõ lên cũng được, các anh chị có thể giơ tay lên cũng được. Tôi dừng lại, tôi không để cho các anh chị có thời gian gõ câu hỏi lên. Rồi, xin gửi mic lại cho người tiếp. Dạ, kính bạch ngài, ban ngài nói về cái vấn đề là cái chỗ nó gọi là cái phương tiện đi đến đấy, nhưng mà như huynh tu học Phật pháp nói là khi mà đến cái đích đó rồi thì mình có cần quán cái vô thường của vô ngã đấy. Thì như theo con được hiểu như thế này, thưa ngài có đúng hay không ạ? Như là trong cái lộ trình tâm đắc đạo đó thì có cái bảy cái động lực đó, thì trong cái bảy động lực mà từ cận hành thuận thứ đến chuyển tộc đó thì từ cái chỗ đấy thì có phải là họ trong cái lúc đấy là thấy được cái cảnh của tam tướng, thì trong mà khi mà cái chuyển tộc rồi đến cái phần đắc sơ đạo đó, và từ cái lúc đắc đạo đó thì cái cảnh của cái tâm đó là niết bàn rồi, cho nên là mình sẽ không cần đến cái mà cái quán ở cái vô thường khổ vô ngã nữa. Dạ, có phải là trong cái giai đoạn đấy không ạ? Thường theo con được hiểu như vậy thì nó cũng tương tự như cái câu huynh tu học Phật pháp hỏi là nếu mà mình một người mà đã ví dụ đi đến đích rồi mà có cần soi lại cái con đường mình đã đi như vậy hay không, hay là có cần phải quán lại cái con đường đấy hay không, thì theo con hiểu như vậy thì có đúng phần nào không ạ? Dạ, con xin được phép được xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Nên nhớ khi mà cái lộ đạo phát sanh rồi đó, thì cái lộ kế tiếp đó là cái lộ quán xét là cái gì? Quán xét là cái pháp mình đã đắc, chứ không phải là quán là cái từ đầu tới đó có phải hay không. Nên nhớ chuyện đó. Nó có 18 ở 6 tại cái tệ cuối cùng là tệ quán xét, là quán lại cái đó đó. Tức là đối với cái bậc sơ quả đó thì cái cuối cùng đó là nó xuất hiện để nó quán cái gì? Quán phiền não đã diệt, quán phiền não còn lại, quán cái đạo mình vừa đắc, quán cái quả mình vừa đắc, và quán niết bàn mình vừa đắc. Nó đâu có liên quan gì tới cái vô thường khổ não vô ngã nữa đâu. Mình đã tới nơi rồi mà còn quay lại coi ra uổng à. Mình phải nhớ lại đi, mai mốt gặp ai kể ra tôi đi về vậy à. Mình tới đó rồi là không có gì ăn thua gì nữa đó, là không còn nhìn lại cái đó, những cái tốt kia. Nhìn lại cái mới được đó. Mà mới được là gì? Phiền não đã diệt, phiền não còn lại đạo quả và niết bàn thôi. Chứ đâu có nhìn lại dù thường khổ não vô ngã anh chị. Nam mô Bố Thầy Giá. Dạ vâng ạ, con kính tri ân ngài. Dạ đó là con hiểu nó là cũng là tương tự như vậy. Và con xin phép được mời bàn tay vào đạo tràng ạ. Con xin được xuống mic ạ.
Dạ con kính mời bàn tay của đạo tràng để dùng trống không phí. Dạ con kính mời ngài uống nước ạ. Dạ, chờ chút có câu hỏi. Thế huynh tu học Phật pháp xem có vấn đề gì nêu lên cho mọi người cùng được hiểu biết ạ. Dạ con xin được xin mời. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính tri ân về những cái lời dạy vừa rồi của sư. Dạ. Con đặt cái vấn đề tiếp để xin sư chỉ dạy rõ về cái sự thật là bây giờ pháp á, thì nó không có tụ lại ở một cái tướng nhất định. Như vậy thì khi mà một cái pháp tướng mà chúng ta nhận biết nó đó thưa sư, chúng ta nhận biết một cái pháp tướng, tức là một cái tướng của cái pháp đó, thì liệu chăng cái tướng đó đó thưa sư, có phải nó là một cái tướng hư dối, một cái tướng mà nó lừa gạt mình thấy vậy chứ thật ra nó không có đúng như vậy, liệu có phải như vậy không thưa sư? Tại vì pháp thì nó đâu có dừng lại chỗ nào, nó không có dừng lại ở đâu hết. Cho nên rằng là mình không, cho nên rằng là hễ mà nó có một cái tướng để mà nó cho cái nhận thức của mình, tại vì tâm thì nó phải bắt cái tướng. Như vậy thì nếu như mình bắt một cái tướng nào đó, mình nhận thức trên một cái pháp tướng nào đó, thì phải chăng cái tướng đó nó chỉ là một cái sự hư dối, một cái ảo ảnh mà thôi, bởi vì cái pháp đó nó không còn nữa. Dạ con kính gửi mít cho sư chỉ dạy rõ về cái chỗ này như thế nào ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự cái mình bắt, mình phải bắt cho trúng thì mai ra mình đi đúng thì nó chấm dứt, còn nếu không chưa chắc. Bởi vì ở đời đó, mình muốn đi ra thì mình phải đi theo đường trung đạo. Mà nên nhớ con đường trung đạo, nếu mình hiểu là đi giữa, không đi bên phải, không đi bên trái, đi giữa, không xe đụng chết, không đi tới đâu hết. Cái chữ trung đạo đó, đây là con đường làm gì? Nó có ba con đường đi xuống là ác pháp, con đường đi lên là thiện pháp. Nhưng mà trung đạo là con đường đi ra. Thành nên muốn đi ra nó phải có điều kiện của nó. Thành nên mình phải đi theo con đường đi ra thì mình không còn gì để hối tiếc hay để nhìn lại cả. Thoải mái. Còn sở dĩ mà mình lặng vẫn lây quay á, trong rừng đó là tại vì mình không thấy được cái điều kiện của con đường mà mình đang đi, thành ra nó lôi mình lôi tới lôi lui, rồi đi tới đi lui lại vậy, mình gọi là lạc đó. Thành ra những cái điều kiện để giúp mình đi ra đó nó rất là quan trọng, để mình không nhầm lẫn với con đường đi lên đó. Thường thường đó mình tạo thiện pháp là con đường đi lên, nhưng mà mình tạo thiện pháp siêu thế là mới là con đường đi ra. Hai con đường đó chỉ có con đường đi ra nó mới giúp mình được mà thôi, còn con đường đi lên có thể là chưa chắc, hoặc là nó dụ mình để cho mình xa cơ lần nữa chứ quay không chuyện xa cơ như lần chứ quay không. Thành ra mình nên cẩn thận để mình biết cái nào mình cần phải giữ gìn để làm tạo cái lợi cho mình, còn cái nào nó thuộc loại tào lão thì nên bỏ càng sớm càng tốt, còn nếu không bỏ thì mình vẫn hy vọng là luân hồi dài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, dạ con kính tri ân về cái lời dạy của sư. Dạ, nhưng mà cái vấn đề của con nêu, con hỏi ở đây đó thật sự là bởi vì các pháp á, nó không có một cái tướng dừng lại, nó không có dừng lại một cái tướng cố định nào hết. Như vậy thì có phải chăng á, là khi mà mình nhận thức về một cái pháp tướng nào đó thì cái tướng đó rõ ràng nó là chỉ là một cái ảo ảnh mà thôi, có phải như vậy không? Ý con nêu ra như vậy tại vì nó đâu có đứng yên một chỗ, nhưng mà khi mình nhận thức về cái pháp đó qua một cái tướng của cái pháp đó
thì ý con muốn hỏi rằng là phải chăng mà cái tướng của cái pháp đó mà mình nhận thức đó thưa sư, thì nó chỉ là một cái sự gọi là ảo tưởng của mình, là đặt để lên cho cái pháp mà thôi, chứ còn thực sự thì tướng của các pháp nó không có dừng lại ở một cái chỗ cố định nào cả. Cũng giống như là ví dụ như con có hôm trước con có lấy cái ví dụ là mình cầm cái một cái cây nhang, mình quay ở trong cái bóng đêm, mình đứng từ xa mình thấy nguyên một cái vòng tròn sáng, thì cái tướng vòng tròn sáng đó mà mình nhận biết đó thưa sư, thì thật ra nó là một cái tướng lừa dối thôi, tại vì bản chất của cái tướng vòng tròn sáng đó nó chỉ là sự nối tiếp của nhiều cái điểm lại với nhau. Thì ý con muốn hỏi là như vậy, có phải chăng rằng là tất cả mọi cái tướng trạng của các cái pháp mà mình nhận thức về nó đó, thì có phải chăng là mình đang bị cái tướng đó, nếu mà mình chấp lên cái tướng đó thì hình như là mình đang bị chấp lầm, mình đang bị ngộ nhận thì phải. Con kính gửi mít để cho sư chỉ dạy, xin sư từ bi quan hỷ chỉ dạy rõ hơn về cái điểm này. Để vì cái điểm này nó sẽ giúp chúng ta nhận thức về đúng, về như thế nào là sự thật ở trên các pháp. Con kính gửi mít cho sư. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thì nãy chúng tôi nói ra, thì mình nhìn cái pháp mà hay cái tướng của cái pháp đó mà nó là cái tướng mà đi lên đó, mình phải coi chừng, không kéo mình sẽ đi luân hồi mãi mãi. Nhưng mà nếu mà cái tướng đó là cái đó là cái mà của con đường đi ra, tức là nó cũng có những cái tướng của nó, cái triệu chứng của nó chứ là ngoài không đó. Tại sao mình người hành thiền mà mình phải thấy sanh diệt để làm gì? Để thấy vô thường hoặc khổ não hoặc vô ngã thôi, còn mà thấy cái khác là coi chừng là nó dẫn mình đi tới lui chứ. Thành ra pháp nó cũng có cái tướng, mà cái tướng đi dẫn mình đi ra khác, cái tướng nó dẫn mình đi lên khác. Ví dụ như mình tạo thiền pháp hên cho mình đó, là mình đi đúng con đi lên đó, mình có thể mình đắp thiền để đi lên cõi giới và cõi vô sắc. Nhưng cái đó là vẫn còn chết như thường chứ làm sao vậy? Thì cái tướng đi ra của mình đó là cái tướng gì? Đi ra trong thời gian mình còn là ở hiệp thế đó là vô thường, khổ não, vô ngã. Chứ mình đừng nhìn vào cái tướng danh sắc ngoài ra, ngoài những cái đó. Mình nhìn danh sắc phải thấy một trong ba cái đó, là tùy theo cái điều kiện của mình để mình thấy cái gì. Thì cái đó là cái tướng đi ra, thì nó mới giúp mình đi ra được. Đi ra cho tới khi nào? Khi nào ba cái tướng đó nó chấm dứt bằng cái pháp gọi là Niết Bàn, Nibbana, Nibbana Ramana đó, thì lúc đó mình mới chắc chắn. Còn mình chưa thấy cái đó là không bao giờ chắc chắn cả. Quý vị thấy cái lộ đạo của cái bậc sơ quả cũng có đối tượng là Niết Bàn, nhị quả cũng có, tam quả, tứ quả cũng đều là Niết Bàn. Bởi vì cái tướng đó, cái tướng vô thường nó đi một chỗ mà thôi chứ nó không đi chỗ khác. Nhưng mà còn mình nhìn cái khác là có thể mình đi chỗ khác, cái đi lên là có thể đi nhiều chỗ đó. Cái quan trọng mình khi mình bước mình thấy những cái điều kiện đó, phải biết cái điều kiện nào để đi ra và cái điều kiện nào để đi lên đó. Giống như con đường đi vô rừng hoặc con đường đi ra rừng, nó chỉ là một con đường thôi, và con đường ở trong rừng thì mình phải biết làm thế nào để đi ra rừng và làm thế nào để tiếp tục đi vô rừng. Con đường nó không có khác nhau, nó nằm trong rừng đàng hoàng, con đường nằm trong rừng. Mình đi sao để mình đi vô rừng, mình đi sao để mình đi ra khỏi rừng. Thì cái này cũng vậy, đi sao để được gọi là đi lên, đi sao gọi là đi ra. Đó. Thì nó phải có cái triệu chứng của nó chứ, nó phải có trạng thái của nó chứ. Mà mình không đúng cái trạng thái nó là coi chừng, đồng ý là cái tướng của pháp là nó thay đổi. Chứ làm sao nó không thể nào nó đứng yên chỗ đó, nhưng mà nó thay đổi kia nào? Nó thay đổi theo con đường đi lên hay thay đổi theo con đường đi ra? Thường thường người ta đi vô rừng người ta rạc, tại vì người ta không biết con đường mình đang đi rồi, đi ra hay đi vô. Dù rằng con đường đó nó nằm ở trong rừng. Thấy không? Thì cái này cũng vậy. Nam mô Bổn Thầy giá.
Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con kính tri ân về lời giảng dạy vừa rồi của sư. Dạ, dạ, dạ xin mời các anh chị nêu vấn đề lên nào. Có thể gõ câu hỏi lên cũng được. Tôi dừng lại để cho các anh chị có thời gian ha. Dạ, dạ xin mời các anh chị. Rồi, con xin gửi mic lại. Dạ. Nam mô Bụt Tha ya, Nam mô Tham ma ya, Nam mô Sang kha ya. Con kính lễ Thiếu Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô quý chuyên hữu kỹ thuật trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, con được biết thì các nhà khoa học á, khoa học về vật lý lượng tử á, hạ nguyên tử á, thì những cái người đó họ thấy được những cái hạt nguyên tử nó sinh diệt rất là nhanh. Cho nên khi mà trình bày về những cái hạt nguyên tử đó thì người ta, các nhà khoa học nói rằng nó tồn tại, thì họ cũng không chấp nhận mà nói là không tồn tại, thì nó cũng người ta cũng không chấp nhận, và người ta chỉ nói rằng nó có khả năng tồn tại thôi, chứ nó không thật sự tồn tại bởi vì nó sinh diệt quá nhanh. Như vậy những cái người đó họ có thấy được cái vô thường để họ đạt được cái đạo quả hay không, bạch ngài? Vậy con xin dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha ya, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, họ không thể thấy được. Muốn thấy những cái trạng thái để có thể đắc được đạo quả đó, thì phải thấy trạng thái của danh sắc mà thôi. Những cái mà họ đang tìm ra này kia, cái đó danh cũng phải danh mà sắc cũng phải sắc. Mà nếu mà nó không phải danh sắc thì nó không có những cái trạng thái cần thiết để cho mình đi dựa vào đó để mình quan sát một số điều kiện để mình đi ra. Cho tới bây giờ đó có những cái điều kiện mà ngay các khoa học đó, tìm ra, nhưng mà từ cái ông đầu tiên tìm ra cho tới bây giờ nó thay đổi rất nhiều chuyện chứ nó không ở một chỗ, bởi vì tất cả mọi vật nó đều thay đổi chứ không có cái nào mà nó không thay đổi đó. Quý vị nên nhớ đó, trong pháp vừa Phật pháp như vậy, cái pháp mà không thay đổi chỉ có pháp, nghĩa là mình gọi là gì, cái pháp nó tự nhiên quên cái tên, còn tất cả những cái pháp khác nó đều thay đổi, tức là pháp pháp vô vi, tức là niết bàn đó, còn tất cả các pháp liên hệ tới là pháp vô vi nó đều thay đổi hết, chứ nó không thể nào nó không thay đổi. Thì bây giờ đó, hồi xưa người ta thấy cái đó nó vậy, sao người ta lại thấy cái khác, nó cũng từ cái đó mà người ta thấy ra, bởi vì không có cái gì mà đứng yên một chỗ đó, nó nhớ. Nhưng mà còn cái mà thuộc lại vô vi rồi, rồi mình không biết nó có đứng yên chỗ không, mình không biết, tại vì mình chưa thấy nó, không biết, miễn bàn. Nhưng mà những cái khoa học và thư bây giờ đó, nó rất là nhiều chuyện, nhưng người ta không đồng ý được một số vấn đề, tại vì khi nó xuống nhỏ tới cái mức nào đó là người ta không thể nhìn thấy được nữa, dầu rằng người ta chế ra bao nhiêu cái loại kiến nghiễm bi dìm chùm đó, nhưng mà khi mà không thấy được nữa đó thì quý vị biết nó vẫn còn cái giới hạn của nó, ngay các cái những cái vật người ta đã tìm thấy mà, nó vẫn có cái giới hạn của nó. Với trí tuệ Đức Phật á, thì nó không còn giới hạn gì cả. Như chẳng hạn như cái tâm hoặc cái tâm thức của chúng sanh, ngài nói nó sanh diệt một ngàn tỷ sát na mà, như vậy mà ngài vẫn biết được là phải biết là nó khoa học không bao giờ đi tới nơi đó được. Mà khi mà không đi tới cái từ tận cùng của những cái chuyện như vậy thì không thể nào đi ra được khỏi cái luân hồi này cả, tại vì họ vẫn dính mắc trong cái chuyện đó. Mình á, hay là mình có gặp được bậc thầy giống như Đức Phật mà mình học còn muốn bá thở ở đây chứ đừng nói. Nhưng mà không có Đức Phật thôi, chứ mình không có biết được những cái này, và khi mà không biết rồi đó, chắc là không bao giờ chấm dứt được luân hồi đâu. Nam mô Bụt Tha ya.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính lễ cho công đức tăng, kính chào quý cô vị tín hữu thí thực trong đạo tràng. Và xả thù con kính tri ân cái lời giải thích của ngài. Và bạch ngài, trong cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài nó ra, thì cái đoạn mà Đức Phật viên tịch á, thì ghi như thế này, là Đức Thế Tôn nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, vân vân, cho đến xuất phi phi tưởng xứ, rồi ngài nhập diệt thọ tưởng. Thì lúc ấy thì đại đức Ananda không có thiên nhãn, hỏi đại đức Anuruddha là bạch sư huynh, có phải Đức Thế Tôn đã nhập diệt rồi không? Không phải vậy, này Ananda sư đệ, Đức Thế Tôn chưa diệt độ, ngài mới nhập diệt tưởng. Rồi xuất diệt thọ tưởng, rồi nhập phi phi tưởng, rồi xuất phi phi tưởng, rồi ngài nhập vô sở hữu, rồi xuất vô sở hữu, rồi ngài nhập thức vô biên sự, rồi xuất thức vô biên sự, vân vân, cho đến cuối cùng là xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, rồi xuất nhị thiền, nhập tam thiền, rồi xuất tam thiền, rồi nhập tử thiền, xuất tử thiền, rồi tức khắc sau đó Đức Phật cuối cùng viên tịch. Và cái tiến trình này chúng con đọc thì chúng con cũng mơ mơ hồ hồ, ngài có thể giải thích thêm một chút cho chúng con được hiểu về cái tiến trình này không ạ? Dạ, con xin dâng bức đến ngài. Nam mô Phật Thầy, giả kinh bạch chế tòa này, giả kính thừa chư quý vị. Thật sự đó, cái đó là cái thông lệ của Đức Phật. Tất cả Đức Phật nào mà ngài cũng đều lên xuống. Nhưng mà tới, chúng ta không nhớ bao nhiêu lần đó, thì tới cái khoảng giữa sắc giới và vô sắc giới, thì sắc giới thì vô giới, thì lúc đó ngài Niết Bàn. Tức là đi đúng. Nghĩa là chúa cũng lâu ấy, cũng nhiều á, thành ra mấy cái bậc mà không biết, giống nhà Ananda ngày mới hỏi nhà Anuruddha, tại Đức Phật vô ra gì rồi ngày là Anuruddha ngày cũng có khả năng ngày vô ra theo qua Đức Phật lên tới đâu đó. Thành ra cái đó là một cái thông lệ của chư Phật. Chư Phật có ba chỗ thông lệ thường giống nhau. Nghĩa là bắt đầu sơ thiền đi lên, rồi tới nhập thiền diệt, rồi xong đi xuống, rồi cái đi lên, như từ vừa xuất ra khỏi cái tứ thiền. Tứ thiền nói thiền bốn chi, mà xuất ngũ thiền nói theo thiền năm chi, thì ngài Niết Bàn lúc đó giữa sắc giới và vừa sắc giới. Còn những cái điều kiện ấy thì người ta chỉ nói đó là thông lệ của Đức Phật thôi, chứ còn có cái gì special hay đặc biệt gì thì thường thường ít ai nói đâu. Liên quan tới Đức Phật thì có những cái chuyện có lẽ không có mấy gì mà có thể lão thông được cái đó để mà nói ra. Nên là mình cũng chịu rồi, mình chỉ nói thầy sẽ trả là bao nhiêu đó. Không mô với thầy vậy. Dạ, xa thú, ngài quán không đã tri ân ngài. Dạ, còn 20 phút nữa, xin kính mời bàn tay của đạo tràng, có ai có câu hỏi gì thì xin được giơ tay lên hỏi. Dạ, con xin phép được xuống mic, còn 20 phút nữa xin đạo tràng cố gắng giơ tay để đỡ mất thời gian ạ. Dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính lễ với công đức tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu ở trong đạo tràng. Như kính bạch ngài, theo như con nghĩ thì mà một vị thiền sư mà hướng dẫn cho những cái hành giả thì ít ra thì vị thiền sư đó cũng theo con hiểu thì như là một cái con đường mà cái vị thiền sư đó đã từng đi qua rồi hướng dẫn lại cho những cái người hành giả. Như vậy thì những cái người hành giả thì đi đến đâu rồi thì cái vị thiền sư đó có thể biết và biết họ đã đi đúng đường như cái vị thiền sư đó đã đi hay là đi lạc đường. Như vậy thì cái vị thiền sư đó cũng đã chứng đắc được một cái tầng thiền nào đó, có phải như vậy không bạch ngài? Để con xin dâng bức đến ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn hành giả, kính thưa chư vị, cái điều kiện để trở thành một vị thiền sư trong thành tịnh đạo cũng có đề cập, thì quý vị nên hiểu rằng muốn thành một cái vị thiền sư mà tương đối mà là số 1 á, tức là phải là bậc thánh. Còn nếu không có đó, bậc thứ hai đó là phải bậc đắc thiền, và nếu không có nữa cái bậc phải là tam tạng pháp sư. Điều gì biết nó phải là tứ thiền, chứ còn không phải là mới tu về lâu hay là tu mới có được thấy sơ sơ cái gì cái ra làm này sư. Cái đó là người ta rất là nguy hiểm, cái gì thế nào đó là rất nguy hiểm. Bởi vì chắc chắn một điều đó, có một số điều kiện cái gì được, nhưng mà có những cái mà cái limit mà nó vi tế quá đó, chưa chắc gì ông ta giúp được quý vị đúng mức được. Thành ra cái đó là phải cẩn thận. Vào thời Đức Phật thì đa số là tứ thiệt không à. Còn thời bây giờ đó, sau hơn gần 3.000 năm Phật giáo rồi, quý vị nên cẩn thận khi đi hành thiền. Theo chúng tôi thì trước khi đi hành thiền, quý vị phải học đàng hoàng, học tới nơi tới chốn. Học xong rồi, có đầy đủ pháp học rồi đó, ít nhất là quý vị nhiều khi cả tỉnh mình còn có thể nhận ra được là cái chuyện này chứ. Phải như vậy thì vừa vào pháp học đó, chứ còn nếu mà không rồi rất là nguy hiểm. Quý vị nên nhớ đó, thiền là một phương pháp tạo phước, đi đúng đường thì cái quả nó bất khả tư nghị, nhưng mà đi lạc đường một cái thì cái quả nó cũng bất khả tư nghị chứ phải không. nên cẩn thận. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nam mô Sanh Thaya. Dạ, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Lữ Tông, chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con có đọc một quyển sách về một cái thư cái thời các khoảng 100, thì cái vị này thì người Miến họ tạm nói là một vị A-la-hán. Thì trong cái quyển sách đó, ngài có nói rằng là một cái vị nhất phải biết học về danh sắc, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Nhưng mà kêu con thắc mắc đó, thì ngài học về niết bàn thì con chưa hiểu. Thí dụ như mình một cái phàm nhân thì mình chưa có biết niết bàn là cái gì, thì mình học về cái niết bàn là mình học về trên cái tri kiến, cái kiến thức niết bàn nó ra làm sao,
hay là theo cái phần đó con đọc thì con chưa có hiểu lắm, thành ra con không biết ngài có thể nếu mà ngài có hiểu mà biết được cái phần đó, ngài có thể giảng dạy cho con. Dạ, con kính trao mít lại cho ngài, con trích tri ân ngài. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tâu Ngài. Dạ, kính thưa chư quý vị, thì quý vị vô, nếu quý vị học cái gì pháp thì học cái chapter thứ 6 thì có đề cập tới Niết Bàn, thì trong đó họ nói một số cái điều kiện về Niết Bàn theo pháp học. Nhưng đó là pháp siêu thế thì mình học đi cho biết thôi, chứ mình đừng học mình nghĩ rồi mình hiểu là không có nên, bởi vì rất là khó, cái đó ra ngoài dễ rằng là. Nhưng mà thường thường đó, bây giờ mấy cái trường thiền mà lại thứ thiện đó, người nào muốn vô hành được để hành thiền đó, họ đều đi khoai cái là học hết gì về pháp trung cấp. Học hết gì về pháp trung cấp có, tức là mình phải biết danh sách là gì, biết bao nhiêu chuyện liên quan tới phiền não, tới gì ông sùng đó này kia, để bảo đảm cái sự an toàn cho mình, chứ không phải là họ khó khăn gì đó. Bởi vì nếu quý vị không học đủ bao nhiêu tiền đó, có nhiều khi quý vị vô đó là mà quý vị có phước kia nữa thì cũng dễ chết, là tại vì cái bạch sanu và kilesa, tức là phiền não minh sát á, nó là cái pháp trong, nó có 10 pháp, mà chính cái pháp đầu tiên nó là thiện pháp chứ không phải là ác pháp, mình nhớ chị. Nhưng mà khi mà nó phát sinh rồi đó thì cái vừa sơ ru bậc lệ thứ 10, tức là cái tâm, cái tham ái nó nhào vô, nó chọc liền là quý vị lạc hồi nào quý vị không hay. Đó là lý do tại sao họ bắt phải học tới nơi tới chốn về trước rồi họ mới nhận quý vị vô để cho quý vị hành, chứ nếu không là quý vị đi lạng hoạn lắm, chứ không phải là dễ đâu. Bởi vì nói chuyện nói chơi chứ học danh sách đồ này kia nó đã có, nhưng mà mình muốn hành để mình thấy được nó đó, mình phải phân biệt được bao nhiêu chuyện trong đó chứ không phải là dễ. Thành ra gì nào mà chưa có học hiểu rõ danh sách là gì này kia ông chồng đó, thì chúng tôi cũng xin khuyên quý vị nên học trước để giúp cho mình không có xa vào cái dũng lầy của những cái điều kiện mà ác pháp. Chứ đừng có tưởng đâu hành thiền là sướng là ngon là này kia ông chồng, cái hở ra cái đi vô mà ngồi nhắm mắt liêm diêm diêm mà tưởng hành thiền, cái đó rất là nguy hiểm quý vị, nó mới lạc một cái thôi chứ rất là phiền phức. Nó mới có thời gian dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con kính tri ân ngài giảng dạy. Ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Dạ, có những khi vị có đưa ra một cái số suy nghĩ rằng là nếu mà học nhiều quá thì vô thiền hoặc là bắt đầu hành thiền, có cái sự suy nghĩ và cái tưởng nó nhiều thì đâm ra nó còn hại hơn. Thì ngài nghĩ sao về cái những cái vị mà có những cái tri kiến như vậy, có những cái sự suy nghĩ như vậy? Dạ, con kính trao mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tâu Ngài. Dạ, kính thưa chị quý vị, không biết cô Hà hồi xưa đi học có đi thi chưa? Thí dụ như mình đi thi tú tài đi, mình phải học hết cái điều kiện để đi thi tú tài. Dù rằng nó hỏi không bao nhiêu chuyện đó, nhưng mà mình học hết thì vẫn tốt hơn là hay là mình đoán nó hỏi này hỏi này hỏi kia rồi mình học nhiều quá thôi, phải không? Nghĩa là mình học càng nhiều càng tốt, bởi vì cái quan trọng là mình hiểu rồi đó, khi mình vô mình áp dụng thì mình phải có quyền mình lựa chọn cái nào mình áp dụng được, cái nào không áp dụng được. Còn nếu trong trường hợp mà mình không biết hoặc là mình rồi thì mình không có sự lựa chọn nó nhiều thì mình lỗ vốn là cái chắc, nên hiểu chuyện đó. Càng học càng nhiều càng tốt, đừng nghĩ gì chơi xa xôi gì cho mệt. Mình học nhiều tới chừng mình vô mình ứng dụng ít nó vẫn tốt hơn là mình học ít mà vô đó nó có nhiều chuyện mình không thể áp dụng được. Nam mô Bụt Thầy giá.
Dạ, Nam Mô Bà con kính tri ân Ngài. Dạ, Ngài cho con hỏi thêm một câu. Dạ, thưa Ngài, con thấy giống như con được nghe và dạy đó, thì ở bên Đức giáo như Miến Điện hoặc là bên Thái Lan, khi một cái vị mà được dạy thiền đó, thì phải do cái sự chỉ định của một cái, con tạm gọi là một cái tăng đoàn hoặc là một cái vị nào đó trước đó, để nói là cái vị này có thể dạy, giống như là những cái vị mà học về pháp học đó, thì học về cái tạng nào đó, thì có thể dạy cái tạng đó, hoặc là chuyên về cái đó, thì có một cái giống như một cái bằng, con tạm gọi nó là bằng, là cho phép, là được sự cho phép của một cái vị thầy nào đó là sẽ dạy, được dạy thiền. Nhưng mà có những cái quốc giáo khác, như con ví dụ như ở Mỹ thôi, không có một cái hệ thống nữa như ngày con thấy rồi, hoặc là ở Việt Nam thì con thấy đa cũng rất là nhiều vị sư cũng tự nói mình là thiền sư, thì cái đó rất là khó cho giống như Phật tử không định được hướng, không có rõ ràng đó, ngày thì mình dễ cho bị nhầm lẫn, rồi mình đi không có đúng thầy, rồi mình lại bị sai lầm, thì ngài có cái lời khuyên nào để cho chúng con để có thể mà biết được cái vị nào mà đi đúng như thế nào, như thế nào, để mà mình học thầy mà không đi lạc lòng vòng trong cái khu rừng mà không ra được đó thưa ngài. Dạ con kính trân mất lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Phật Thầy gia kính bạch chư tôn thầy gia kính thưa chư quý vị, hồi nãy đã nói rồi thì phải học cho nó đầy đủ, thì mình vô mình phải biết cái nào mình ứng dụng được, cái nào không ứng dụng được, giàu ứng dụng thì chứ không có nghĩa là hoàn hảo đi nữa thì mình vẫn bảo vệ mình được chứ, chứ mình không học làm sao mình bảo vệ mình. Cái quan trọng là phải học. Ở mấy cái Thái Miến Điện đó là cái vị nào mà học xong rồi đó bắt đầu vô hành thiền đó, thời gian sau mà họ thấy có khả năng thì họ cho lên làm phụ tá thiền sư, tức là đi coi rồi mấy này kia, cho họ không có cho làm nhiều đó, vừa làm phụ tá vừa học vừa hành thiền trong bao nhiêu năm như vậy đó. Nếu mà cảm thấy mà có ông thiền sư cũng thấy có khả năng rồi ông mới cho lên giúp ông để làm một số chuyện của vị thiền sư, rồi sau đó rồi thời gian lâu nữa rồi mới được làm thiền sư, chứ đâu phải dễ đâu. Đa số rồi phải học trước rồi hành theo, nó đều giống nhau gì hết, chứ nó không có làm hoàn được. Bởi vì chúng tôi nói rồi, đi đúng đường bất khả tư nghị, nhưng mà đi sai đường thì cũng quả bất khả tư nghị. Chuyện gì chứ cái đó dẫn không được, mình không cảm tìm ra được cái đường thiền nào đúng mức thì thôi lo học đi. Chừng nào kiếm này thì kiếm không ra, đợi kiếm sao cũng không sao. Nam mô Bụt Thầy dạ. Mời thượng tọa Quán Không nha. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính lễ chư tôn đức tăng, kính chào quý cô quý thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, thì khi một cái vị tự nhận mình là thiền sư như vậy thì trong cái giới luật thì có đề cập đến cái trường hợp là khoe pháp bậc cao nhân, như vậy có phải là một cái vị thiền sư đó họ đã mặc nhiên là từ xác định mình là một cái có cái pháp cao nhân hay không? Dạ, còn cái trường hợp thứ hai á, là trong cái cuốn sách của ngài Hộ Pháp á, thì có đề cập đến khi mà đi hành thiền á, thì giao màng của mình cho cái vị thiền sư đó, con thấy nó rất là nguy hiểm, cái điều đó có nên hay không ạ? Con xin dẫn được đến ngài.
Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chú quý vị, cái đó không có liên hệ tới phe pháp Bậc Công Nhân đó, bởi vì Bậc Công Nhân tức là chỉ cho Bậc Thánh, Bậc Thánh, Bậc Đắc Thiền. Nếu mà ông là nói tôi đắc thiền là tôi có thể tôi làm thiền sư thì mới phạm cái phe pháp Công Nhân. Còn ông nói ông là thiền sư không có gì phe đó. Bởi vì ông đâu có phe, ông có pháp Bậc Công Nhân đâu. Pháp Bậc Công Nhân là thiền hoặc là các pháp siêu thế ha, là cái đó ấy. Còn cái thứ hai nữa đó là thường thường đó là từ cái đó là từ thời Đức Phật. Mình khi mình theo ông thầy mình học Phật pháp, mình học pháp học cái pháp hành gì đó, mình đều dân cúng dân cái mạng mình cho ông thầy để ông ấy chúng ta, tức là mình muốn theo học ngay cả bỏ mạng mình cũng không có tới lui. Cái mục đích nó như vậy chứ không phải là không phải là ai bắt buộc đó. Thầy nó từ từ quay dẫn vậy. Hồi chúng tôi ngày xưa cũng vậy, nó vô là có câu nguyện là nguyện xả thân cho cái pháp thiền này, con xin giao cái mạng chúng con cho ngài thiền sư. Đó, cái đó là để cho mình có đủ năng lực để mình ở trong trường thiền mà không phải lo lắng gì đó, chứ không có gì đó. Nên chứ còn không mình cứ lo ra đâu có được. Vô về lại bữa mình thấy sao cái pháp này không có tiến bộ, chứ ông này thì chỉ dỗ mà sao cái mình tự tính bỏ mình lo ra không có được. Thành ra khi vô trường thiền chúng tôi nói là phải lựa, thứ nhất là phải học cho nó đầy đủ, hai là phải lựa đàng hoàng. Chứ còn mình có thể mình tới đó mình làm bộ du khách đi tới đi lui, rồi mình coi cái cách sinh hoạt nó như thế nào, rồi mình hỏi mấy cái người mà ta đang hành thiền thì xin đó, hỏi số điều kiện dạng sao thì lúc đó nó mới gì, mình mới có khả năng lựa chọn mà họ sẽ giúp mình được. Mình nhớ là chuyện lớn nhưng mà là chuyện nhỏ. Thành ra quý vị cẩn thận, bởi vì mình giao mạng mình cho một cái người mà không có đúng mức là cũng phí cả cuộc đời. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Giả Kinh Thề Chư Kinh Lấy Tông Đạo Tràng. Tất cả phước báo nào phát sinh cho pháp thoại trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng thân chư tăng lấy trong đàn có cơ hội để chấm dứt các áo pháp ổn làm hay tâm. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, Nam mô Rất Tịnh Hạnh Thế Giới Sa. Khi nào lên tụng kinh xong này nhờ thượng tọa quán không tụng kinh phúc cúc dụng. Nam mô Bố Thầy á. Dạ con không có thấy cô Kim ở trong Zoom ạ. Dạ con xin thay mặt cô Kim và đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hàng tuần vào Zoom Phật giáo Nam Truyền để thảo luận trả lời những câu hỏi Phật pháp cho hàng Phật tử chúng con được sự an vui, sự lợi ích dài lâu ạ. Con kính thỉnh ngài nghỉ ngơi ạ. Con chúng con kính chúc ngài thân tâm thường an lạc, tạo quả sống duyên thành ạ. Con sau đây con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tâm bảo và con kính thỉnh ngài con không tụng kinh chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đầy phước báo ạ. Dạ con xin phép được tụng kinh sám hối. Út ta măng ghê na quan đề hằng bà đa bằng sùng qua rút ta măng bút thể yô kha li tô đô sô bút thô kha ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na quan đề hằng tham cha đu vi thăng răng tham mê yô kha li tô đô sô thô kha ma tu tăng ma măng út ta măng ghê na